thì theo nguyện cầu của bà con chúng ta trong khoảng vài ba năm, bà con đã xung họp để thản nhiên được gặp mặt với con cháu trên quê hương. Trong những năm qua, kế tục những việc của ban thượng thư để nhiều quý nước, ban thượng thư rất nhiều tiếp tục phát huy truyền thống cùng với sự đóng góp vật tinh thần, về tinh thần và vật chất, về sự ủng hộ mọi mặt được các đại đa số các cháu trong họ đã làm được những việc. Thứ nhất là xây dựng cơ bản nhà thờ Hòa Dương và tại thôn Trung Lai nơi chúng ta đang có mặt. Thứ hai là xây dựng nhà bia tưởng niệm của họ đã cái này. Thứ ba tổ chức lễ vinh danh bà mẹ Việt Nam anh hùng con cháu của Hòa Dương đang cùng nước ghi nhận công ơn các liệt sĩ và thường bất hạnh đau thương của con cháu đã mở ra trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Gần đây chúng ta đã tổ chức tôn tạo Hồ Chí giai đoạn 2 của gồm 94 ngôi hai khu vực của họ từ đời thứ nhất đến đời thứ bảy. Như vậy đến thời điểm này phần bố trí của họ ta tỉnh đất thủ đắc mời ngoài cùng hôm nay là ngày giỗ tổ của họ Dương, thì tôi cũng rất là đại diện cho phải nhất ở dân Quảng Trị ra để cùng với là thắp nén hương cho tổ và được sự đồng ý của chúng ta người ngoài cũng như những đồng hồ rất là ngon điện. Tôi không có gì hơn, xin chúc chúng ta cũng đi người ngoài một lời chúc sức khỏe gây chào tấn công nhất. Xin cảm ơn. Kính thưa bà con, được sự tín nhiệm và ủy quyền của trường Hòa Dương Bà Hiếu, trân trọng kính mời phụ nữ Bà Hiếu được ban thượng thư Hòa Dương tại đất tổ quê hương có lời chúc mừng sức khỏe các con và chỉ người bà con chỉ có một lần cho tâm kính mời Bà Hiếu. Thưa bà con đồng ngoại, tôi xin thay mặt cho sự ban thượng thư của Hòa Dương Bà Hiếu chúng ta hôm nay ngày của ông Lâu Hò cũng ngay cảnh thêm lắng của thân mô đã hoa thiền không như gì hơn bà con anh em đã bỏ cho dân để tại tháp hương cũng là bà hò của ta, thì tôi không bỏ gì hơn chúng ta là thêm khỏe và mời bà con hưởng một người bà con thân thân cũng hò chúng tôi để cùng đùa. Như vậy, tạm thời kết thúc bữa nay ở đây. Xin mời quý bà con cô bác, con cháu yêu rể nội ngoại hãy nâng ly để chúc mừng sự thành công và sự phát triển của họ. Xin mời. Hey!
bà con đang ở ngoài lan trở về đền thành để chúng ta có một buổi giao dịch thân mật. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp tục và vì điều kiện thời tiết cũng giống như thời gian. Tiếp tục và vì điều kiện thời tiết cũng giống như thời gian. Anh chị nào có vấn đề gì cá nhân thì tham bạn và cuộc vui vẫn tiếp tục. Xin kính mời 1, 2, 3 nhạc không thể bấm vô được, bỏ ngoài đâu.